Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 58. Hãy kêu to lên, đừng dứt. Hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta. Như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng: Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình? Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 59. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, kêu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện. Ai ăn những trứng đó sẽ chết, và nếu một cái trứng dập ra, sẽ nở thành rắn lục.
những màn họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn. Chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên, sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt. Đúng trưa mà vấp chân như chạng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên siết như con gấu và rầm rì như chim bò câu, trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài, tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi, và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va, đã trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người, chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch Ngài. Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên, vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi dục. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 60. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc gà một gu ở Madian và Epha cũng vậy. Này, hết thảy những người Sheba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hết thảy bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi. Những chiên đực xứ Nê-ba-dốt sẽ làm của ngươi dùng, dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý, nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. Những kẻ bay như mây
giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai? Các cù lao chắc sẽ trông đợi ta. Các tàu bè của Ta-rê-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vì đấng thánh của Israel, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi. Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi, vì khi ta giận có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báu các nước đến cho ngươi và dẫn các vua đến làm phu tù. Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang vu cả. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của Liban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Xưa kia, ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi và là đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi và sự công bình làm quan xử đoán ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa. Trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa. Nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời. Ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nó. Thi Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác. Tại trong xứ, các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn. Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc, lấp tai lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãi nanh của các sư tử tơ. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Trước khi và các ngươi chưa nghe biết những gai, thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù. Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng, quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em.
Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Chương 2. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều giả dối, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của đấng Christ, song cũng chẳng cầu vụ vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi? Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Đức Chúa Giêsu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách, nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi,
vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athens và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại, khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỏi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.